Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn thông cáo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, nước này sẽ cắt đứt hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 9 tháng 10, đồng thời tăng cường phòng thủ dọc biên giới liên triều. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên liên tục leo thang, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đây là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận được tổ chức tại Hàn Quốc, cũng như việc Mỹ thường xuyên đưa vũ khí có khả năng tấn công hạt nhân tới khu vực. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao động thái của Triều Tiên. Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã tổ chức phiên họp của Hội đồng Nhân dân tối cao, trong đó bổ nhiệm ông No Quang Chol làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, KCNA không đề cập tới việc liệu nước này có thay đổi lập trường về thống nhất giữa hai miền Triều Tiên hay không. Kể từ năm 2019, các kênh liên lạc và chương trình trao đổi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhiều lần bị gián đoạn, bất chấp các nỗ lực ngoại giao. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng trong năm nay, trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành hàng loạt các cuộc thử vũ khí và tên lửa, trong khi Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng.